Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông ở thành phố Vinh luôn là chủ đề nóng với nhiều bất cập trong công tác quản lý và càng nóng hơn vào những ngày giáp Tết cổ truyền khi lượng hàng hóa và phương tiện lưu thông nhiều. Điều đáng nói là sau nhiều nỗ lực tốn kém thời gian công sức của nhiều cấp ngành để lập lại trật tự làm cho đường thông hề thoáng thì chỉ sau một thời gian ngắn tình trạng lấn chiếm lại tiếp tục tái diễn. Trong chuyên mục mỗi tuần một vấn đề mà chúng tôi phản ánh sau đây cho thấy đang bộc lộ nhiều hạn chế trong công tác quản lý đô thị ở thành phố. Nhằm lập lại trật tự đô thị, trả lại đường thông hề thoáng, cách đây 3 năm, thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành ủy Vinh đã ra chỉ thị 05 về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng cho công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn thành phố. Ngay sau đó, các cấp ngành liên quan đã vào cuộc quyết liệt để dẹp bỏ vấn nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn toàn thành phố. Theo đó, những ngày đầu thực hiện kế hoạch, nhiều tuyến phố đã được giải tỏa, hàng trăm kiosk lấn chiếm hành lang giao thông được dẹp bỏ. Tuy nhiên thời gian gần đây, tình trạng tái họp chợ cóc, chợ tạm đã phức tạp trở lại. Không những thế, còn phát sinh các tụ điểm mới, nhất là vào dịp trước Tết Nguyên đán 2014 này. Trong thực hiện chỉ thị 05 thì nếu nói là nhân dân thành phố rất đồng tình ủng hộ, cho nên đã tạo cho thành phố một cái đường thông hệ thoáng trong cái thời gian vừa qua. Tuy nhiên, năm 2013, sau khi đã giải tỏa kết quả rất tốt của 22, thì năm 2013, hiện tượng tái lấn chiếm, biến tướng lấn chiếm, hành lang an toàn giao thông, nhất là vỉa hè, đã diễn ra. Chợ Vinh ngày giáp Tết, người ra vào tấp nập hơn so với ngày thường. Và tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán, làm nơi trông giữ xe lại tái diễn nghiêm trọng hơn. Giao thông bị cản trở, xe dừng đậu không đúng nơi quy định, đó là những gì đang diễn ra ở đây. Ô tô đậu thành hàng dài ngay dưới biển cấm dừng, cấm đậu trước sự có mặt của các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Dường như những cán bộ này có mặt ở đây lúc này là để bảo vệ cho những chiếc xe vi phạm này. Thong thả gọi điện thoại, bỏ trang phục dạo chơi. Còn trật tự đô thị thì phó mặc cho người dân. Do một cái lưu lượng cả cái phương tiện đến chợ tham gia kinh doanh của bản là đông, cho nên lực lượng ở trong cái tầng hầm của ban quản lý chợ cũng đã đầy, cho nên là cái lượng xe mà họ đến chợ đã nhiều á, thì cũng có một số cái phương tiện là người ta là còn dừng ở trên cả cái vỉa hè. Rõ ràng những phương tiện ô tô này đã vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, đó là dừng đậu xe không đúng nơi quy định. Trong khi lực lượng chức năng làm việc chưa chọn chức trách, nhiệm vụ được giao. Như vậy, tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực chợ Vinh kéo dài là điều dễ hiểu. Chợ Quán Bánh thuộc xã Nghi Phú, thành phố Vinh, nằm trên trục đường Nguyễn Trãi, nơi cửa ngõ của thành phố. Chợ Quán Bánh đã trở thành chợ đầu mối cung cấp hàng hóa cho cả thành phố Vinh và nhiều vùng phụ cận. Số lượng người mua, người bán tấp nập, nên ở đây thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng. Trong khi đó, về phía ban quản lý chợ lại thờ ơ với công việc, không có biện pháp ngăn chặn tình trạng người dân vi phạm. Gọi là vỉa hè, đấy. Vỉa hè tức là của nhà nước, của hành lang, mà nhiều nhà tư nhân nó còn là chiếm là cái hành lang của là công cộng. Như vậy thì như vậy là không được cho đúng đắn lắm. Để đảm bảo trật tự đô thị, tránh họp chợ trên vỉa hè, lòng lề đường, xã Nghi Phú đã bố trí lực lượng quy tắc đô thị và công an xã thường xuyên túc trực tại khu vực này. Tuy nhiên, khi có mặt lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì người dân chấp hành. Còn khi rút khỏi địa bàn là tình trạng lấn chiếm lại tái diễn. Ngoài việc lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán thì tình trạng vứt rác thải bừa bãi, làm mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị cũng diễn ra thường xuyên. Tất nhiên thì có ảnh hưởng, nhưng mà có cái đấy, cái tình trạng chung thì chính quyền địa phương ở bên này người ta cũng ra sức là làm đấy, nhưng mà có cái dẹp sóng rồi nó cái như vậy. Tôi đã phân ra những cái giờ trọng điểm để mà tập trung giải quyết, nhưng mà chắc chắn để đảm bảo 100% cái chỗ này là rất khó. Trách nhiệm Nghi Phú vẫn xác định đây là trách nhiệm của địa phương xã Nghi Phú để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Còn đây là tuyến đường Nguyễn Trung Ngạn thuộc phường Trường Thi, thành phố Vinh, nơi có chợ quán lau hoạt động. Tình trạng hàng hóa bày bán ngay trên đường như thế này đã tái diễn trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm nay. Và những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2014 thì tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi bán hàng lại càng phức tạp hơn. Mặc cho đường tắc, việc trao đổi mua bán hàng hóa vẫn nghiễm nhiên diễn ra trên lòng và lề đường như thế này. Không chỉ ở chợ Vinh, chợ Con Bánh và trên trục đường Nguyễn Trung Ngạn, mà hiện nay tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán hàng hóa đã tái diễn nghiêm trọng trên địa bàn toàn thành phố, nhất là vào những ngày áp Tết như hiện nay. Lực lượng để triển khai thực hiện nhiệm vụ chống tái lấn chiếm là chưa đáp ứng được yêu cầu. Cái này thì cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đầu tiên ý thức người dân, quản lý nhà nước, nhưng quan trọng nữa là có một số lực lượng để xử phạt đối với những người cố tình vi phạm trong việc lấn chiếm và tái lấn chiếm. Đối với một số trường hợp người thực thi công vụ trong việc chống tái lấn chiếm đã không hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ có biện pháp để giáo dục và kỷ luật trong thời gian tới. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Vào thời điểm này, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, trông giữ xe đang có diễn biến hết sức phức tạp. Kèm theo đó là những vi phạm khác về an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn chỉ đạo các cấp ngành vào cuộc tuyên truyền và tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, trả lại sự thông thoáng, phục vụ nhân dân đón Tết vui xuân trong văn minh và kỷ cương đô thị.